Bếp Bút xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một món gà. Và món này ta cũng có thể nói đây là món gà sốt với lại cà chua và ớt đỏ. Để thực hiện món này thì Út đang có đây là một cái góc tư gà. Thì nó gồm có cái đùi và cũng như là cái phần má đùi này. Thì cái phần đùi má đùi này khi mình mua về thì mình sẽ rửa sạch nó ra. Xong sau đó mình lấy cái phần thịt không thôi, cái phần xương mình bỏ đi. Và bây giờ Út sẽ ướp vào đây. Đầu tiên là cái phần muối. Út đang ướp thì Út đang sử dụng cái phần muối đỏ này. Phần muối này Út ướp vào cỡ khoảng 1/2 thìa cà phê cho hai mặt. Rồi cho đến Út sẽ cho đây là cái phần tiêu, phần hạt tiêu này. Mình có thể sử dụng tiêu sọ cũng như là tiêu đen như vậy cũng được. Bây giờ mình sẽ bật một cái chảo lên trên bếp. Và bạn lưu ý là với cái chảo khi mình đặt lên trên bếp để mình áp chảo á, cho cái phần da nó giòn á, thì chúng ta phải lựa cái chảo, cái đế nó dày hay dày thì cái phần da nó sẽ giòn và nó sẽ ngon hơn. Tôi sẽ cho vào đây cỡ khoảng là 1/2 thìa ăn cơm vừa ăn thôi. Và bạn lưu ý là khi cho vào thì mình sẽ cho cái phần da xuống trước để cho cái phần chảo này nó không dính. Chúng ta cho phần thịt xuống thì nhiều khi cái phần chảo chúng ta dùng chảo mới á, thì nó sẽ bị dính cái phần thịt này lại, nó sẽ không ngon. Và bây giờ cái phần dầu trong chảo và khe cái nắp chảo này nó nóng rồi, bây giờ sẽ cho cái phần gà vào. Và mình áp chảo cho cái phần gà này nó chín luôn. Trong thời gian đợi phần gà chín thì cũng sẽ làm cái phần sốt cũng sẽ cho vào. Cũng hầm với lại cái phần gà chín này. Tao đây là một cái ớt xương đỏ và phần ớt xương đỏ này nó tương đương là 200g. Rồi mình chỉ lấy đúng cái phần thịt của nó thôi và mình cho trong máy xay sinh tố của lát cái bát này thì sẽ xay. Cho đến là phần cà chua trùng hai quả cũng tương đương với là 100g. Và cà chua này mình sẽ bỏ hạt đi. Mình cũng canh mình sẽ chở cái phần gà cho nó chín hai mặt. Các bạn thấy là mình ướp muối với tiêu thì khi mình cho vào mình áp chảo thì cái phần da gà nó sẽ giòn hơn. Mình sẽ cho thêm vào đây là 3 củ hành tím, mình thái nhỏ ra. Sẽ cho hết vào đây luôn. Và phần tỏi này mình sẽ cho vào cỡ 3 cái phần cái tỏi lớn. Ớt hiểm mình cho vào một quả. Và cái phần ớt khô này mình sẽ cho vào hai quả ớt khô. Cái phần ớt khô này mình cho vào khi mình xay lên thì nó sẽ thơm hơn. Và lớn sẽ cho đây là 300ml nước. Rồi bây giờ mình sẽ được xay lên. Có cái hỗn hợp này xay nhuyễn rồi, mình sẽ lấy ra và mình sẽ cho hết vào trong cái phần gà này. Bây giờ chúng ta sẽ đem vào đây và mình riêng cho khi là cái phần sốt này nó thấm và nó keo nó sệt lại. Đầu tiên Út sẽ đem vào đây là một thìa cà phê hạt nêm. Phần đường nâu này Út cũng sẽ cho vào là một thìa cà phê. Tại vì trong này mình có rất là nhiều cà chua. Rượu hoa cúc này Út sẽ cho vào đây là một thìa cà phê. Và bây giờ chúng ta sẽ chở đều cái phần gà này. Chúng ta quậy cho cái phần gia vị này nó cũng đều luôn. Và mình chỉ việc là mình nấu chỉnh hợp cái phần nước sốt này nó keo lại là được. Như vậy là sau thời gian khoảng 20 phút khi chúng ta nấu lửa nhỏ với cái phần gà và nước sốt ớt chuông đỏ và cà chua này thì cái phần nước sốt này các bạn không thấy là nó đã sệt lại rồi. Và cái phần gà này chắc chắn là đã thấm gia vị. Và đặc biệt thì khi chúng ta làm cách là chúng ta áp chảo phần gà trước thì phần gà đã sang lại và sẽ rất là ngon. Bây giờ Út sẽ gấp ra dĩa. Sau đó mình sẽ trang cái phần nước sốt này lên. Út sẽ để coi lên đây là một có các sợi và các phần hành tím mình thái tròn sau cùng là phần ngò. Như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Với món này thì các bạn thấy là chúng ta có thể ăn kèm với mì cơm hoặc chúng ta ăn kèm với bánh mì. Và đặc biệt nếu chúng ta biến tấu chút xíu, chúng ta có thể trụng mì Ý và mình sẽ cho đây và mình làm theo kiểu như là mì spaghetti. Chúc bạn thành công với món này.